anh chị ơi, đi chợ nổi với em mấy anh chị ơi. Chợ nổi cái răng dưa hấu nè, dưa hấu quá nhiều đây. Chợ nổi hôm nay có bí gợ nè, dưa hấu nè, củ sắn, đây là bánh chanh. Khóm đây, ghe này bắn khóm. Là một khóm này. Đi về quê em anh Vũ. Rồi ghé. Rồi ghé cái găng cho nổi cho vợ em nó biết à. Ở trong bên xe bên đây là ghe bên đây là bán khoai ngọt. Mm-hmm.
đi cho nổi chị Tâm ơi. Nay về bên em bên Cần Thơ nên ghé cho vợ em mới đi chơi cho biết. Cái găng đi chứ vợ em đâu có biết gì đâu. Rồi hai đứa đang ngồi đi chỉnh máy thì sao? Dạ. Chụp cho nổi nè. Thank you.
Rồi. Dạ. Đây ơi, hết pin rồi.
có gì lỡ bán cái đó đó. Treo có gì là bán cái đó, còn biết gỡ đó là sao kìa. Không có bán một trái. Thì biết rồi, ý là tôi nói chị Mai vô kìa. Đi trả nổi chị Mai ơi. Chị Mương. Bài mô đi ấy về với anh Nam đi lấy giấy nè. Lễ rồi đi trước lễ chứ không thôi đi chung lễ người ta đi trước lễ chứ không thôi lễ nhiều quá đi đâu có vui đâu. Măng cục nước vừa bưởi bây giờ lại tới cái ghe màu hồng ăn sáng hả à. Hot TikToker đó. Ở ghe màu hồng á. Dạ ghe màu hồng á. Tao quay cái TikTok rồi, quay cái đưa lên đi thôi chứ là ai. Cái gì? Trong TikTok nhóc người hết trơn á. Nhóc người quay. Ăn sáng gia đình ơi. Ăn sáng với anh chị ơi. Một tô bốn nhiêu. Chú ăn gì chú? Bữa nay chú ăn trái rồi. Hello gia đình đi. Kìa kìa người ta đưa kìa.
ăn sáng với em đi cả nhà ơi. Đây. Bún riêu cho nổi. Thôi em tắt đi em. À buổi sáng vui vẻ.